Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình đang đứng ở một cái bãi dừng chân ở trên đường cao tốc ở cái tỉnh Shizuoka của Nhật Bản. Thì cũng gần đến đoạn đến đoạn chỗ núi Phú Sĩ rồi. Mình đang có ý định là quay cái núi Phú Sĩ mà nhìn từ cái phía đường cao tốc xem nó như thế nào. Để giới thiệu với mọi người, đây đang ở một cái chỗ bãi dừng chân mà sát biển luôn, nhìn bầu trời rất là gần đúng không ạ? Ăn cơm ở đây đắt lắm, nó phải tầm khoảng 200.000 một cái suất cơm, đắt kinh khủng khiếp luôn. Còn đây là cái núi Phú Sĩ mọi người nhá, nhìn ở xa, nhìn ở trên đường cao tốc. Mình đang ngồi trên ô tô thì đâm ra là nhìn với lại quay nó hơi bị rung, mọi người thông cảm nhá. Mà bây giờ đang đầu mùa đông nên là cái núi Phú Sĩ nó ở trên phía trên nó đang có tuyết rồi. Ở giữa lưng chừng của cái ngọn núi thì là mây nó đang bao quanh. Mây đang bao quanh ở ngọn núi, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Một chút nữa sẽ đến gần hơn thì mọi người sẽ nhìn được rõ hơn. Ở dưới thì vẫn chưa có tuyết, mà ở trên ngọn núi thì có tuyết rồi. Đến mùa hè thì nó không có một tí tuyết nào luôn. Mình cũng được đi qua cái đoạn đường này một lần vào mùa hè rồi. Đường ở Nhật Bản nhưng mà người ta đang sửa chữa nên nhìn rất là lộn xộn đúng không ạ? Đây là đường cao tốc đoạn qua tỉnh Shizuoka, Nhật Bản. Thế mọi người nhìn rõ hơn chưa ạ? Cái mây, đám mây nó đang bao quanh ở giữa lưng chừng của ngọn núi. Thế này nhìn rõ hơn rồi đúng không ạ? Cái đám mây rất là lớn đang bao quanh. Hôm nay đi gặp thời tiết đẹp nên là quay nhìn nó cũng rõ hơn. Nhìn gần gần này thôi nhưng mà thật ra là rất là xa. Mình sang Nhật được 2 năm rồi nhưng mà mình cũng chưa chưa được đi núi Phú Sĩ một lần nào, chỉ đi qua, đi trên đường cao tốc đi qua. Vâng, đây là núi Phú Sĩ mọi người nhá. Ai được có điều kiện đến Nhật Bản du lịch thì nên đến núi Phú Sĩ một lần. Tốt nếu mà đẹp nhất thì là nó vào tầm mùa đông là đẹp nhất. Còn tiếp theo thì em xin giới thiệu mọi người về cái đoạn đường mà nó bắt đầu vào cái đoạn đường hầm hầm nó nằm ở dưới vịnh, nằm ở dưới đáy biển ấy, dưới đáy vịnh để vượt cái vịnh Tokyo để sang bên đất Chiba và cái đất Tokyo. Đây là cái đoạn đường mà bắt đầu vào trong cái đường hầm đấy, nhìn nó cái đường tầng tầng lớp lớp toàn là đường không đúng không ạ? Nói chung là đường ở Nhật Bản này nó hiện đại lắm ạ, nó không ngã ba ngã tư gì cả mà nó toàn chồng chéo lên nhau như này thôi. Vâng, nói chung là đường cao tốc ấy, chứ còn nếu đường cho thành phố thì nó vẫn có những cái cầu vượt nhỏ hoặc là vẫn có những cái ngã ba ngã tư. Đây là cửa hầm mọi người nhé. Cửa hầm thì đang ở trên cao này nhưng mà tí nữa đi dốc xuống ấy, thì nó vào xuống tận dưới đáy biển, và lúc lên thì cũng lên luôn ở giữa biển, xong là đi đoạn đường đường ở trên cầu vượt ấy để đi vào đất liền. Ở hai bên đường thì có những cái bốt điện thoại để gọi cứu hộ ấy. Sợ ở trong đường hầm như này thì nó không có sóng điện thoại. Xe vào trong đây bác này, bác xe nó chỉ giới hạn được 80 nhưng mà bác này bác đi nhanh quá, về hơn 100 km một giờ, đâm ra là mình cầm nó cứ rung rung, điện thoại cứ rung rung. Và cái đoạn đường hầm này nó dài tầm khoảng 9 cây mọi người nhá. Mình chỉ quay một đoạn thôi, cắt bớt đi tại vì xem nhiều nó cũng nhàm quá. Cái đường nó chỉ thông suốt như thế này thôi, hai bên mỗi bên là đường một chiều và nó mỗi một bên thì có 4 làn đường. Ở chỗ này thì là lên lên trên rồi đó, lên trên giữa biển luôn, lên trên khỏi cái đường cầu đường hầm đấy rồi. Lên thì ở giữa biển luôn, phải đi cầu vượt để vào trong đất liền. Đây là con cầu dây băng.
Mà mọi người thấy đường ở Nhật Bản thế nào? Rất là đẹp, rất là tiện, tiện lối đi đúng không ạ? Nó không bị tắc đường nhiều cao tốc. Có em mà thích xin mời ra vào đây không? Gần gần cái công ty rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em ạ. Mọi người có nhiều thức ảnh trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người đã làm một video tiếp theo.